Hello, xin chào toàn thể anh em và các bác nhé. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 1 anh em ạ. Đấy thì hôm nay em Hưng lại tiếp tục lên cho anh em clip anh em nhé. Đó thì hôm nay em Hưng lên cho anh em một con hàng dân bản anh em ạ. Đó thì em Hưng mới tuyển về được. Nói chung là thời tiết ở miền Bắc bây giờ nó rất là lạnh anh em ạ. Nói chung là chim cò cũng không được căng hẳn đâu anh em ạ nhé. Đấy thì nói chung là thời tiết giờ nó rất là lạnh. Anh em cần phải chú ý đến những sức khỏe những chú chim anh em nhé. Đấy thì hôm nay em Hưng sẽ tiếp tục lên cho anh em một chú bổi nữa anh em nhé. Đó thì sau đây mời anh em cùng xem clip của em Hưng nhé. Hello hello, xin chào thầy anh em các bác nhé. Đấy thì hôm nay em Hưng lại tiếp tục đi tuyển cho anh em một con hàng anh em ạ. Thời tiết miền Bắc giờ nó rất là rét và khắc nghiệt anh em nhé. Đó thì chú chim này thì được cái là lết đi cầu rất là tốt anh em nhé. Đấy thì em cũng có kè đây. Đấy và ra lết cực kì thế ok anh em ạ. Bóng bộ chú chim này khá là đẹp anh em nhé. Đấy, màu thì màu đinh hơi đổ anh em ạ. Đó. Thì chú chim này thì được hơn 2 mùa rồi anh em nhé. Được hơn 2 mùa rồi. Anh em nào cảm thấy ưng mắt hợp nhãn chú chim này thì có thể nhấc máy lên điện trực tiếp cho Hưng qua số điện thoại trên màn hình. Và số điện thoại của em Hưng có ở Zalo anh em nhé. Anh em có thể kết bạn Zalo với em Hưng. Và chú chim này thì anh em phải xem qua màn hình đây. Thì nói chung là cái phách chơi như thế này. Thì nói chung là con chim này hàng sạch tinh anh em nhé. Chưa hề khai thác gì hết anh em nhé. Đấy, chim thì chim ở gốc Lạng Sơn anh em nhé. Đó thì anh em nào mà cảm thấy ưng mắt hợp nhãn chú chim này, cái bóng bộ và cái lết chơi, phách chơi của em nó, thì anh em thấy đưa về đội anh em đào tạo thêm. Anh em chăm bẵm, đổi cắm ngon. Và nói chung là anh em phải siết được lực lắng và cho mùi tươi tốt. Thì nói chung là con chim này thì nói chung là vẫn chưa có lửa đâu anh em ạ. Đấy, nói chung là lửa khói vẫn kém anh em nhé. Anh về anh em phải chăm thêm. Thì anh em móc ra giàn thì nói chung là củ lửa ổn định rồi. Thì anh em móc ra giàn chơi cảm thấy ok, anh em có thể xách đi thi giàn. Nói chung là giải tuần, nói chung là test chim anh em ạ. Đó. Thì hình thức mua bán bên em Hưng là hình thức là mua bán chuyển khoản 100%. Và bên em Hưng là không bao gồm phí cước vận chuyển anh em nhé. Thì anh em mua bán thì chuyển khoản 100%. Và tiền cước là anh em tự phải chịu và thanh toán cho nhà xe dùng em nhé. Đó. Thì anh em cứ bổ kết bé này, mã số là H94, phí giao lưu với anh em mình là 2,7 triệu. Đấy, thì anh em 2,7 triệu anh em đã tuyển được một con hàng này. Nói chung là hàng dân, cực kỳ là tố chất, cực kỳ là hay rồi anh em nhé. Đó. Và tiếp tục sau đây, em Hưng lại giới thiệu đến anh em một chú chim hàng bổi anh em nhé. Đấy, thì chú bổi này bổi nói chung là bổi đồ đàn luôn anh em ạ. Đấy, nói chung là anh em xem đây. Em này thì thể hiện cực kỳ là tốt anh em nhé. Đấy, trùng luôn anh em ạ. Nói chung là ít con nào dám gần nó anh em ạ. Đấy. Chú chim này mã số em đưa ra anh em là mã số là H95. Phí giao lưu với anh em mình là 1.200.000 anh em nhé. Chú chim này bóng bộ khá là to đẹp anh em nhé. Đó. Màu đinh đổ anh em ạ. Đấy, màu đinh đổ anh em nhé. Đó thì chú chim này thì anh em nào mà cảm thấy bóng bộ và lết chơi này, anh em thấy bổ kết thì anh em có thể đưa vào đội anh em đào tạo anh em nhé. Thì nói chung là với một con bổ mà ra thái độ như này cũng cực kỳ là tố chất, cực kỳ tiềm năng để cho anh em gột rũa rồi anh em ạ. Thì nói chung là con bổ thì anh em không thể vội vàng được, con bổ anh em phải chăm thời mất thời gian để em nó ổn định và nội bộ lông dừng ra anh em nhé. Thì nói chung là lúc đấy mới nghĩ tới chuyện là gột để chơi anh em ạ. Đó thì anh em nào mà bổ kết bé này thì em giao lưu với anh em nhà mình mức phí là 1.200.000 anh em nhé. Đó thì anh em cứ ác Zalo số điện thoại em đây để mình trao đổi mua bán anh em nhé. Và rất cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian ra xem hết video của em Hưng, và chúc anh em một sức khỏe để theo đuổi cháy hết mình với bộ đam mê bộ môn chim trà màu anh em nhé. Thời lượng video